Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thế Giới Ca Hát về thêm một cái dòng loa lớn, công suất lớn và cái loa lớn nhưng có cái rất hay. Vâng, hôm nay mình sẽ đập hộp khui thùng cái loa. Tại sao lại hay như vậy nhé? Một xíu nữa cuối cùng mình sẽ nói cho quý vị và bạn biết. Vâng, vậy lại gần đây xíu bạn đây. Mình để về một dòng loa 4 tấc, loa gỗ luôn của hãng nhạc Lost Sonka Media. Đấy, thùng gỗ đây, có ghi ngoài này. Cái thiết kế rất là đẹp. Dưới này ghi là cái tên model là KBNet41. Đó, Smart Karaoke 4K. Đấy, tặng hai cái mic không dây UHF bằng nhôm với công suất BMWO là 600W. Khủng khiếp thật. Loa công suất quá lớn. Vâng, thôi không biên man, mình đi khui thùng nhé. Rất là mới video bạn ơi. Rất là mới nha. Cái gì vậy? Ồ, phụ kiện như vậy. Đây là một phụ kiện này. Chút xíu xong mình sẽ mở ra. Với những chiếc loa lớn như thế này, nếu mà chúng ta xách thẳng này thì cực kỳ là khó đó. Nhưng mình sẽ có cách là rất là dễ. Nếu quý vị bạn nào có mua những loa lớn như này đó, mà về khui thùng như này ấy, muốn bỏ ra dễ thì hãy xem cách của mình nhá. Đừng có bao giờ mà cho mình khỏe quá mà bê trực tiếp đây là hơi bị nguy hiểm đấy. Nên là khuyên chân thành. Rồi đây thì bây giờ mình sẽ hướng cái loa đây thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ để như này. Rồi, mình sẽ nghiêng cái loa này các bạn này. Đó, loa lớn thì mình phải làm thế này thôi. Không thể nào mà mình kéo ra. Nó rất nhẹ nhàng. Đó. Rồi. Xong rồi bỏ thủ ra thôi. Mình dựng nhẹ cái loa lên là xong. Rất nhẹ nhàng như quý vị. Đó. Vâng, đây chiếc loa KBNet41 được thiết kế như thế này đây quý vị và các bạn. Chờ một chút. Rồi. Vâng. Chúng ta cùng đi xoay quanh vẻ bề ngoài của chiếc loa trước nha quý vị và các bạn. Ok, các bạn cứ đứng rồi đó, mình sẽ quay qua các bạn coi. Đó. Vâng, mình đã vừa quay qua một vòng cho các bạn thấy chiếc thiết kế của loa như nào rồi đúng không? Thì giờ mình lại đi khui phụ kiện ra xem trong có những cái gì, tại những cái gì nha các bạn. Vâng, thì trong này được tặng thiết bị này đây. Xin lỗi quý vị các bạn nha, vừa nãy mình có nói ở đầu video ngoài thùng là tặng bích nhôm, thực sự là bích nhựa nha. Đây, xin lỗi quý vị các bạn, bích nhựa. Đó. Tặng hai cái mic. Bích nhựa màu trắng. Rồi. Được tặng kèm thêm một cái remote control. Cái remote này là chọn bài và giọng nói, tại vì nó là cái Net41 nên có tích hợp cái đồ karaoke Smart 4K trong này. Nên mình tặng cái remote này cho bạn để nói đây. Thêm một cái dây HDMI xuất lên để nhảy TV. Dây cắm nguồn AC cho cái máy. Và pin thôi. Hết rồi quý vị nha. Mình qua bên. Vâng. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết xung quanh ngoại quan của máy. Và thiết kế là làm sao như kia các bạn. Vừa đấy mình nhấc thử thì mình chưa đọc thông số ký là bao nhiêu ký. Nhưng mình nghĩ tầm này là tầm 40 ký. Mình nghĩ là 39 ký, 40 ký đấy.
Vâng, thì thiết kế loa bằng gỗ thì bằng màu đen ở trên này đây thì là một lớp đen rất là nhám sần, rất đẹp nhé. Cái bản này là đen, nó đây đó, màu đen nhưng mà nó nhám, nhưng mà nó hơi sần sần một tí đó, xung quanh này gỗ hết. Thì đằng trước mặt này thì đợt này thì mình thấy là được sơn một cái màu trắng, cái mặt lưới nó lưới bằng kim loại, cái chữ Bespoke ở đây, sơn màu trắng sữa như này các bạn này, nó có cái lỗ nhỏ nhỏ như tổ ong rồi đó. Còn cái viền này là màu xanh, xanh gì ta, màu xanh đó. Đúng, mình cũng như diễn tả màu xanh đó, xanh lá thì nó hơi khác tí, này xanh kiểu xanh vậy đó. À, xanh kiểu như xanh ngọc ngọc cái đấy, mình đối mình này như thế. À vâng, đó như vậy. Thì trong này là một thiết kế được hai cái loa. À, ở dưới này là loa 4 tấc. À, với công in là 15 inch và một chiếc còi ở trên này đây. Đó. Một loa cái chép. Vâng. Thì xoay qua một cái thì bên này là đặt mạch trung tâm đây, bo mạch trung tâm điều khiển như chức năng ở đây. Đấy thì có như thường thì loa di động thì có hai cái hốc như này đây để mình khiêng vác, khiêng nặng á. Và loa di động thì cũng có bốn cái chân dưới này, quý bạn thấy rồi đó. Nên đây cũng vậy, mình sẽ rất nhiều lần rồi. Rồi thì bây giờ mình đi vào trung tâm ngay nhé. Bo mạch trung tâm này thì gồm có những cái gì? Thì đầu tiên chúng ta nhìn vô thì có những cái chức năng có sẵn và những cái volume vặn cho cái phím của loa. Thì bây giờ mình sẽ đi trên này xuống dưới nhé. Thì vẫn như thường lệ này, có nút power tắt mở nguồn cho cái loa. Thì đi sang kế bên này thì chúng ta thấy này, có một cái HDMI out ra. Thì mình có nói đó, ở ngoài thùng có ghi là cái đầu Karaoke Smart 4K. Thì như này đây, đây HDMI out ra với cổng LAN mạng mình cắm vô đây khi hát online, và hai cái cổng USB để cắm con chuột không dây, chuột bay và lại chọn bài vào giọng nói đó. Thì hai cái này, vâng, thì ở dưới này là cái bảo hành bằng cái mã điện tử. Vâng, qua bên này thì chúng ta có những phím chức năng. Đây là đèn báo Bluetooth này, khi chúng ta bật lên thì nó sáng ở đây, nhấp nháy để mình biết Bluetooth đang hoạt động. Và tiếp là cái mod thì chúng ta chuyển qua được những chức năng như là Lighting này, Optical. Vâng, thì để chuyển qua đâu đây, dưới này đây quý vị bạn này, nó đèn Optical của quý vị bạn nha, Optical này, Lighting Now này. Đó thì chức năng này nó sẽ chuyển qua như vậy mod. Vâng, thì tiếp như này là cái phím bao trở về hay qua lại bài cho cái cổng máy bài đây. Đấy, thì xuống dưới này như quý bạn, xuống dưới này thì có một cái khe thắt hơi tải nhiệt cho cái loa làm đây và cái cầu chì. Và cái này là cái jack cắm AV cho bình điện. Đây là cái đèn báo pin battery. Vâng, thì có thêm chức năng voice này, voice và hát karaoke. Đó, cái này chắc mình giới thiệu rất nhiều lần, quý vị bạn đã xem video biết rồi. Dưới này là cái cũng là cái sạc pin bình điện bên ngoài 12V cho loa. Đó, thì tặng thêm cái mic cắm ngoài và các ngoài đây. Đây, đây nào mình mới giới thiệu rồi. Optical. Thì trên này đây chúng ta có một cái volume master để chỉnh cho hai cái giải music và giải mic. Thì cũng như thường lệ chúng ta có một cái volume của music, chép bass của music ở đây. Và bên này đi qua chúng ta có volume mic 1, mic 2, mic bass của mic chép và echo thôi. Ok. Đó là cái tổng quan của cái bo mạch mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Cái phần sau này của cái loa ấy thì bình điện nằm đây quý vị này. Bình điện nằm đây nhá quý vị ạ. Đó, bình điện nhá. Rồi. Hết rồi, chúng ta không còn gì cả, vậy thôi. Trên này cũng để cái hai cái mic này quý vị này. Đây. Thì những dòng loa gần đây chúng ta hay có đã hay để mic này rất đẹp này. Đó. Trông cái máy nó nhìn đẹp hơn, sang trọng hơn, nhìn nó rất đẹp. Vâng, thì hôm nay mình làm cái video này để không cái thùng loa KB-NET 41 mới về xem có cái gì và làm sao cho quý bạn coi. Vâng, nếu quý bạn quan tâm đến dòng loa như này ấy, hoặc có ý kiến gì hoặc là có nhận định gì hay trải nghiệm gì, hãy để vào số hotline của Thế Giới KH là 0937 266 118. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Với clip sau mình sẽ làm trực tiếp, mình sẽ đi chi tiết thử nhạc rồi test mic rồi chất tùm lum chức năng như thế này. Quý vị bạn chờ clip sau nhé. Xin chào và hẹn lại. Bye bye.